đứa bé mặc xong áo cưới, đeo xong găng tay, một giây sau xách theo khẩu AK-47 đến chiến trường. Một đám ăn mặc kỳ dị, xách theo AK, đem theo một đám trẻ là hướng đạo sinh. Bọn họ có người đeo máy thu thanh, có người mang theo cánh bướm, có người đầu đeo mũ trứng. Bọn họ mỗi ngày đều lang thang quanh thành phố, tham gia vào các cuộc chiến tranh khác nhau trong thành phố. Bọn chúng đốt, giết và cướp bóc. Và người lãnh đạo trong nhóm hướng đạo sinh này lại là một đứa trẻ chưa đến tuổi vị thành niên. Tên cậu bé là Johnny. 10 tuổi nó đã tham gia vào đoàn quân nổi loạn, 15 tuổi thì làm thủ lĩnh. Dưới sự dẫn dắt của tướng quân, nhóm hướng đạo sinh này đặc biệt chiến đấu chống lại chính phủ. Bọn chúng đối với kẻ địch hung ác khắc nghiệt, đối với bách tính càng tàn ác hơn. Chỉ cần đuổi được quân đội chính phủ, bọn chúng liền bắt đầu hoành hành ngang ngược, tàn sát điên cuồng. Thậm chí ngay cả đúng hay sai, bọn chúng cũng đều không có khái niệm này. Bọn chúng chỉ biết người thành phố và người có tiền đều là kẻ địch của bọn chúng. Về đến doanh trại, tướng quân nhiệt huyết hô vang khẩu hiệu với đám hướng đạo sinh. Dưới sự ảnh hưởng của bầu không khí, tình yêu của mọi người đã lên đến đỉnh G. Thế là tướng quân đã giao cho Johnny một nhiệm vụ. Bọn họ ngày hôm sau phải chiếm lĩnh thành phố. Trước khi chấp hành nhiệm vụ, tướng quân rạch một đường trên trán Johnny, sau đó bôi thuốc lên. Mục đích của việc này là khiến cậu ta luôn phấn khích. Dưới sự lãnh đạo của tướng quân, tất cả đám trẻ la hét như điên. Và không khó để nhận ra từ đôi mắt của cậu bé đeo cánh bướm này, đôi mắt từ lâu đã mất đi vẻ hồn nhiên của trẻ thơ, có chăng chỉ là đờ đẫn và tê liệt. Đến ngày hôm sau, dưới sự tấn công điên cuồng của Bazooka, quân chính phủ bị đánh cho vô cùng thê thảm. Rất nhanh bọn họ đã chiếm đóng được khu vực này. Vì để ngăn chặn tin tức bị truyền ra, bọn chúng lại lần nữa công hạ nhà đài. Đối mặt với một đứa trẻ với vũ khí, các nhân viên bị bắn từng người một như những con cừu non bị giết thịt. Lúc này Johnny phát hiện ra một nữ đưa tin từng phát ngôn cho chính phủ, nhưng hắn ta không có nổ súng giết cô ấy, mà là dùng phương thức của đàn ông để trừng phạt cô ấy. Sau khi giành được thắng lợi, họ mang súng và hát những bài hát anh ngang trở về doanh trại. Trong doanh trại, mỗi ngày một số lượng nam hướng đạo sinh đều đặn tham gia vào hội, và nhóm hướng đạo sinh này cũng trở thành nhóm nhân vật quan trọng để quân nổi dậy cướp chính quyền. Thậm chí mỗi lần bọn họ chiến đấu thì ngay tối hôm đó, tướng quân đều sẽ thực hiện một nghi lễ thiêng liêng cho họ, rắc nước thánh lên người đám trẻ, tiếp đó sẽ dùng máu gà vẽ bùa hộ mệnh lên tay bọn chúng. Tướng quân điên cuồng nói với đám trẻ, bọn họ sẽ có được thi thể kim căng bất hoại thân. Vì để chứng minh đây là sự thật, tướng quân xách khẩu AK lên bắn về phía bọn họ. Điều này khiến đám trẻ thật sự tin rằng bọn chúng có khả năng bất bại. Nhưng những đứa trẻ ngây thơ làm sao biết, số đạn này sớm đã bị lấy đi xử lý rồi. Đến ngày hôm sau, nhóm trẻ này lại lên đường về thành phố với AK trong tay. Mục đích của bọn chúng chính là tàn sát người thành phố và người có tiền. Người đàn ông đang vác một con lợn chuẩn bị về nhà. Đột nhiên phía sau có một chiếc xe dừng lại, một người lính trẻ em đang cầm cây súng AK xuất hiện phía sau người đàn ông. Đứa bé dùng khẩu súng ép người đàn ông bỏ con lợn xuống và cướp đi con lợn này. Đứa bé được gọi là ý tưởng tôi, là một thành viên trong đám lính trẻ em này. Vừa mới khi nãy, bọn họ đánh chiếm được khu vực này. Chiến tranh là tàn nhẫn, đối mặt với chiến tranh, người lớn đều sẽ trở nên rụt rè. Nhằm củng cố đội ngũ chiến sĩ nhí, họ ép một cậu bé trạc tuổi họ tham gia cùng họ. Người cha quỳ xuống đất khổ sở van xin, hy vọng thủ lĩnh của đám trẻ đó có thể tha cho cha con hai người họ. Nhưng mà chào đón hai người bọn họ lại là bắt đứa trẻ tự tay nổ súng bắn chết cha mình. Nếu không, cả hai cha con sẽ bị bắn chết tại chỗ. Dưới sự uy hiếp của AK, đứa bé trở thành thành viên của bọn chúng, đồng thời cũng trở thành một kẻ ác ma giết người không chớp mắt. Sau đó bọn chúng tiếp tục di chuyển, nhưng chưa qua bao lâu, bọn chúng liền bị đánh lén. Johnny bảo tất cả mọi người xuống xe tìm kiếm kẻ địch. Rất nhanh bọn chúng đã khóa chặt mục tiêu. Họ tìm thấy một cậu bé ở góc phố với một cái xô. Johnny nghi ngờ là đứa trẻ này đã bắn lén bọn chúng. Chất vấn cậu bé trong cái xô đựng cái gì? Đứa bé trả lời là táo. Kết quả trong chiếc xô lại là cam. Tất cả đều giơ súng chỉa vào người cậu bé. Cậu bé rất sợ hãi, đứng dậy chuẩn bị bỏ chạy, nhưng đối mặt với cậu bé lại là những viên đạn vô tình. Sau đó, bọn chúng tìm thấy một khẩu súng tiểu liên Uzi khác. Khẩu tiểu liên được chuyển thành công vào tay cậu bé đeo cánh bướm. Không có xe tải, đám trẻ chỉ đành đi bộ lang thang trên đường, bét cõng chú lợn trên lưng di chuyển khó khăn. Đột nhiên, bọn chúng lại lần nữa gặp phải tập kích, là quân chính phủ tập kích. Tất cả vội vàng tìm chỗ lánh thân, nhưng thành viên mới gia nhập vào lại đứng yên bất động. Hoặc có lẽ nó thật sự cho rằng bản thân mình là bất khả chiến bại. Nhưng một giây sau, Johnny dựa vào nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, rất nhanh đã phát hiện ra vị trí của súng bắn tỉa. Thông qua giao tiếp bằng tay, nó đem theo bét lén lút đi đến phía sau tay súng, thành công giết chết tay súng bắn tỉa. Lúc này trời đang mưa phùn, thi thể cậu bé nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Cậu bé đeo cánh bướm hát cho cậu ta một bài hát, một bài hát hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi, cuối cùng nổ súng để cáo biệt. Đứa trẻ cõng theo máy thu thanh đang mở bài hát chào, bét cõng theo con lợn cướp được suốt dọc đường đi. Bọn chúng đến một trạm y tế Liên Hợp Quốc trung lập, nhưng người cầm vũ khí không được vào. Cuối cùng họ phải giao người đồng đội bị thương cho bác sĩ.
Trước khi đi, Johnny cảnh cáo vệ binh ở trạm y tế. Tao cảnh cáo mày, nếu như nó thiếu một cọng tóc, tao sẽ khiến tất cả chúng mày đến tội. Quốc gia này là của bọn tao, bắt tội bọn tao sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu. Chiến đấu cả một ngày, đám trẻ đều đã đói rồi. Lúc này, Johnny đánh chủ ý lên con lợn, chuẩn bị giết nó làm một bữa thật no. Nhưng Beth sống chết đều không đồng ý, nói con lợn này rõ ràng là của cậu ta, dựa vào đâu hắn nói giết là giết. Cuối cùng Johnny tức giận nói lời cay nghiệt, lợn và người chỉ được sống một lợn chết rồi. Beth đau lòng vô cùng ngồi ở bên bờ biển, giống như đã đánh mất đi thứ gì đó quan trọng trong đời mình. Trẻ em sống ở Trung Quốc có thể hạnh phúc biết bao. Khi bạn đi học trong 9 năm giáo dục bắt buộc, trẻ em ở châu Phi đã cầm súng AK-47. Họ giống như những người lính chuyên nghiệp, tuổi còn nhỏ mà đã giết người như rác. 8 người này được huấn luyện thành vũ khí giết người. Đó là một người lính trẻ em đến từ một quốc gia nào đó ở châu Phi. Dưới sự lãnh đạo của tướng quân, đối mặt với đám lính trẻ lâm trận bỏ chạy này, tướng quân đã giải quyết như thế này. Khi đối mặt với sự tàn bạo đó, những người lính nhí chỉ biết che giấu nỗi sợ hãi, thả hết sự điên rồ ra ngoài, về phía trước mà không cần suy nghĩ. Rất nhanh, quân chính phủ đã bị đánh bại, bọn họ giành được thắng lợi. Một người lính trẻ em với vũ khí đứng trên một chiếc xe, nhìn xe quân đội chạy qua trước mắt, họ tự hào về chiến thắng của họ. Tiếp theo đây, đám lính trẻ sẽ vào thành để cướp bóc. Mọi người bị đuổi và chạy bởi những đứa trẻ mặc quần áo kỳ dị với vũ khí, bởi vì trong súng của bọn họ có những viên đạn chết người. Những viên đạn này không làm giảm sức mạnh của chúng chỉ vì người bắn ra là trẻ em. Sau đó, thủ lĩnh phiến quân Johnny đột nhập vào nhà một người giàu với những người khác, và ở trong nhà này lục soát được một số vàng lớn. Khi Johnny biết rằng gia đình này là một trí thức nổi tiếng của châu Phi, Johnny hỏi nữ chủ nhân cách tính diện tích hình tam giác tập phương 10 là bao nhiêu. Nếu như trả lời không đúng, sẽ lập tức giết chết vợ chồng bọn họ. Đối với cậu ta, đây là một câu hỏi khó hơn là lên chờ, nhưng đối với phần tử tri thức mà nói thì lại rất dễ dàng. Johnny cảm thấy tự tôn bị xúc phạm, cuối cùng vẫn là không tha cho hai vợ chồng nhà họ. Sau đó bọn chúng đến trạm y tế đón người bạn bị thương. Chiến tranh cuối cùng kết thúc rồi. Johnny cưới một người vợ và đem chiếc váy cưới của đồng đội tặng cho vợ của mình. Nhưng tại bữa tiệc mừng chiến thắng của bọn họ, Johnny lại có bạn gái mới. Khi mọi người đang tiệc tùng, người vợ đột nhiên cầm súng xông vào, nhưng không ngờ bị bạn gái mới của Johnny đuổi ra ngoài. Bên ngoài lều binh sĩ không rõ chân tướng, trực tiếp bóp cò giết chết vợ của Johnny. Lửa trại không có vì tiếng súng mà dừng lại, bọn họ vẫn vui nhộn. Chỉ có Johnny vừa khóc vừa canh xác vợ dưới đất. Đến ngày hôm sau, Johnny liền phấn chấn lên. Anh ta tìm tướng quân để nhận nhiệm vụ mới như thường lệ. Nhưng tướng quân hôm nay giống như biến thành một người khác. Ông ta cảnh cáo Johnny, từ nay về sau không được gọi ông ta là tướng quân nữa. Ông ta bây giờ chỉ là một binh sĩ bình thường và đang làm việc cho tổng thống mới. Đồng thời ông ta cũng nói với Johnny, hướng đạo sinh sẽ sớm bị giải tán, vì chính phủ mới quy định trẻ em không được phép mang súng, càng không có khả năng sử dụng một đám trẻ làm lính. Johnny không thể hiểu nổi hành vi như vậy, ông ta bối rối không biết mình sẽ đi đâu tiếp theo. Tướng quân rất không kiên nhẫn nói với anh ta, cậu muốn làm gì và cậu thích làm gì, đó là việc của cậu và không liên quan gì đến tôi. Johnny lúc này cái gì cũng sai, anh ta không biết cuộc sống của mình sẽ như thế nào. Cuối cùng chỉ đành lặng lẽ xoay người rời đi. Phim dựa trên cuộc nội chiến diễn ra ở Liberia năm 2003. Tất cả các diễn viên trong phim đều là lính nhí thực sự, kể cả nhân vật đóng tướng quân cũng là nhân vật có thật. Trên thực tế, anh ta là Johnny. Ở châu Phi, sự lạc hậu và tàn bạo tràn khắp mọi ngóc ngách. Sự nguyên sinh động vật của con người được thể hiện một cách sinh động. Trẻ em đồng thời trở thành những tên đao phủ ngu dốt, cũng trở thành vật hy sinh lớn nhất. Tuy nhiên, chiến tranh không phải vì dùng máu rửa tội, mà là xóa đi cái nghèo và khổ của đất nước. Đất nước nghèo khổ vẫn nghèo khổ, suy nghĩ lạc hậu sẽ chỉ khiến con người trở nên điên rồ hơn. Câu chuyện hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Hãy bấm like và theo dõi tôi nhé. Tôi là Xiao Yan, chúng ta hẹn gặp lại ở tập sau.